Thứ tư đã đến với cả chương trình cổ phiếu 360 độ được phát sóng vào lúc 3 giờ 30 chiều thứ năm hàng tuần ngày hôm nay, và tôi là Phạm Việt Duy đến từ Trung tâm Tư vấn Đầu tư sẽ đồng hành cùng quý nhà đầu tư phân tích cổ phiếu công ty cổ phần thép Nam Kim mã là NKG. Cùng với tôi ngày hôm nay đấy là bạn Trung đến từ bộ phận phân tích và chuyên về cover nhóm ngành bất động sản và vật liệu xây dựng. Và sang đến slide tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhìn qua là đây là cổ phiếu như thế nào. Thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là giá của cổ phiếu là đã tăng từ cái vùng là từ 8.000 lên đến hơn 30.000 ngày hôm nay. Và công ty này là công ty chuyên về sản xuất các loại tôn mạ kẽm hay là tôn mạ hay là các loại thép và để xuất khẩu là chủ yếu. Ban lãnh đạo của họ thì sẽ có bao gồm ông Hồ Minh Quang là chủ tịch hội đồng quản trị và ông Võ Hoàng Vũ là tổng giám đốc và ông Nguyễn Vinh An là thành viên hội đồng quản trị. Như các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì 58% doanh thu của thép Nam Kim là sẽ đến từ thị trường xuất khẩu và 42% là đến từ là doanh thu nội địa. Còn sản phẩm tôn mạ là sản phẩm chủ lực của họ với 80% sản phẩm, với 80% cơ cấu sản lượng tiêu thụ là tôn mạ và 20% cơ cấu sản lượng tiêu thụ là ống thép. Và như tôi đã chia sẻ với quý nhà đầu tư thì năm 2020 chứng kiến là cái bước là tăng trưởng về lợi nhuận của họ trong cả về doanh thu lẫn về biên lợi nhuận của họ trong năm 2020 và 2021 này thì lợi nhuận rất là đột biến lên đến hơn hơn 1.000 tỷ trong nửa đầu năm. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là ROA và ROE nghĩa là hai chỉ số về hiệu quả sử dụng vốn của họ thì cũng được cải thiện đáng kể. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng sang với cả cái điểm đầu tiên của Nam Kim, đấy là ba điểm tích cực. Và trước khi thì sang cái ba điểm tích cực này thì tôi sẽ mời anh Trung bên bộ phận research là sẽ nói qua cho quý nhà đầu tư nghe về một số tình hình kinh tế vĩ mô mà ảnh hưởng đến ngành thép. Mời Trung có thể phát biểu. Xin chào tất cả anh chị quý nhà đầu tư. Thì tôi là Trung đến từ khối phân tích của Genderex. Thì trước khi đến với ba luận điểm như anh Duy vừa đã giới thiệu thì tôi sẽ trình bày quan điểm về tình hình thép trong nửa đầu năm 2021. Thì đầu tiên thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là đà tăng của giá thép kể từ cuối năm 2020 đến nay chủ đến từ sự mất cân đối cung cầu của mặt hàng này, và hình bên tay trái đã phản ánh được cái sản lượng thép thô sản xuất của thế giới đã sụt giảm đáng kể trong năm 2020 do sự gián đoạn sản xuất bởi dịch COVID-19 gây ra. Và trong khi nhu cầu thép của thế giới lại tăng đến 5% trong năm ngoái, chủ yếu nhờ vào việc là Trung Quốc đã đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng. Và điều này tạo ra một sự mất cân đối cung cầu của ngành thép thế giới trong năm 2020. Và tình hình này đã ngày càng trở nên nghiêm trọng trong đầu năm 2021 này, khi mà các nền kinh tế thế giới đã quay trở lại sản xuất sau khi đã kiểm soát được phần nào dịch bệnh, cũng như việc các quốc gia này đẩy mạnh việc phát triển cơ sở hạ tầng. Và chúng ta phải nhìn thấy rằng là cái chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của toàn cầu đã duy trì liên tục ở mức trên 50 từ tháng 7 năm 2020. Điều đó có nghĩa rằng là hoạt động sản xuất của thế giới đã liên tục được mở rộng từ đó từ thời điểm đó đến nay. Và tất cả những yếu tố trên đã khiến cho giá thép toàn cầu hiện đang được giao dịch ở mức gấp đôi so với thời điểm đáy là giữa năm 2020. Và cổ phân tích của VN-Direct đánh giá rằng là cái đà tăng của giá thép hiện tại cũng là đang là thiếu bền vững, và giá thép sẽ dần điều chỉnh về các vùng trung bình trong dài hạn trong thời gian sắp tới. Và nhờ việc giá bán thép cao và biên lợi nhuận hấp dẫn đã thu hút nhiều nhiều cái nhà sản xuất thép trên thế giới đẩy mạnh sản xuất và sẽ sớm đưa cái sản lượng cái mức cân bằng của cung cầu thép toàn cầu trở lại. Quay trở lại với Nam Kim thì tôi có lựa chọn ra ba luận điểm tích cực, đó chính là xuất khẩu được hưởng lợi từ nhu cầu cao của thị trường quốc tế. Thứ hai là kỳ vọng thị trường nội địa tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2020, à năm 2021, à năm 2022 và năm 2023. Và yếu tố thứ ba là định giá cổ phiếu Nam Kim đang rất hấp dẫn. Và chúng ta sẽ đi vào từng luận điểm đầu tiên. Đầu tiên là chúng tôi đánh giá rằng là cái đánh giá lạc quan đối với triển vọng của các thị trường tiêu thụ thép lớn trên thế giới là EU và Bắc Mỹ trong nửa cuối năm 2021 và năm 2022. Nhờ vào cái đà phục hồi sản xuất mạnh mẽ của khu vực này, chúng ta có thể nhận thấy rằng mức chênh lệch giá bán thép của hai khu vực kể trên đối với giá thép nội địa của Việt Nam là khá lớn, và từ đó tạo ra điều kiện cho các doanh nghiệp vốn mạnh về xuất khẩu như Nam Kim tận dụng được cái gia tăng để tận dụng được cái lợi thế này để gia tăng thêm lợi nhuận cho mình. Và chúng tôi đánh giá cái mức chênh lệch của giá bán này đối với thị trường Việt Nam sẽ duy trì mức cao tối thiểu đến hết quý 3, bất chấp rằng cái luận điểm chúng tôi vừa đề cập ở trên đó là cung cầu của ngành thép sẽ dần đi vào điểm cân bằng, do hai khu vực này là hai khu vực thường xuyên nhập khẩu dòng về mặt hàng thép và hoạt động logistics sẽ làm chậm cái mức cân bằng cung cầu này trong khoảng 1 đến 2 tháng. Và nhờ vào triển vọng của biên lợi nhuận tốt hơn trong nửa đầu năm 2021, Nam Kim đã đẩy mạnh xuất khẩu với khoảng 280.000 tấn tôn mạ và tăng khoảng 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Và cập nhật một chút là theo ban lãnh đạo của Nam Kim
thì doanh nghiệp cũng đã đủ đơn hàng xuất khẩu cho đến tháng 11 năm 2021, và do đó chúng tôi đánh giá hết sức lạc quan đối với cái kết quả kinh doanh quý 3 của công ty tới đây. Trong năm 2022 thì chúng tôi kỳ vọng rằng là cái nhu cầu thép của hai khu vực xuất khẩu chủ lực của Nam Kim là EU và Bắc Mỹ sẽ tiếp tục duy trì mức cao. Tuy nhiên là cái sự tăng trưởng mạnh mẽ của năm nay, năm 2021, sẽ khiến dư địa tăng trưởng cho năm tiếp theo của công ty là khó cao cho năm 2022, và thị trường nội địa cũng sẽ là một giải pháp thay thế tiềm năng. Ở trong luận điểm thứ hai thì chúng tôi cho rằng là ngành tôn mạ nội địa sẽ tăng trưởng tốt trong năm 2022 và năm 2023 nhờ việc kiểm soát tốt dịch bệnh, giúp các doanh nghiệp FDI tiếp tục vào Việt Nam đầu tư, và qua đó làm tăng lên cái nhu cầu xây dựng nhà xưởng. Yếu tố thứ hai đó là xây dựng dân dụng phục hồi cũng làm giúp cái nhu cầu tăng thêm. Và yếu tố thứ ba đó là chính phủ Việt Nam sẽ đẩy mạnh đầu tư công, đặc biệt trong năm tiếp theo thì sẽ giúp cho cái nhu cầu tôn mạ của cả nước sẽ tăng lên. Và khối phân tích của VnDirect đánh giá rằng là kỳ vọng rằng cái tiêu thụ tôn mạ của Việt Nam sẽ tăng 10% trong năm 2022. Và với về với Nam Kim thì hiện tại thì công ty, như cái trạng ở bên tay trái tôi đã trình bày, là đang nằm giữ thị phần lớn thứ hai ở thị trường tôn mạ Việt Nam chỉ sau Hoa Sen. Và nếu mà xét riêng về thị trường nội địa thì Nam Kim và Tô Đông Á đang chia sẻ vị trí thứ hai, thứ ba với cái mức thị phần khá là sát sao. Nên do đó tôi cho rằng là nếu việc thị trường tiêu thụ tôn mạ của Việt Nam mình tăng trưởng ở mức 10% trong năm tiếp theo sẽ là một cái cú hích cho cái tăng trưởng tôn mạ của Nam Kim ở tại thị trường nội địa. Bên cạnh thị trường xuất khẩu vẫn đang khá là tích cực. Sang về luận điểm thứ ba, đó là định giá của Nam Kim đang khá là hấp dẫn. Thì ở bên bên chạc bên tay trái chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái phi lịch sử của Nam Kim. Trong hình này chúng tôi lưu ý rằng là có một số phần đã bị lược đi, không phải là do doanh nghiệp bị dừng giao dịch mà là do cái lợi nhuận của quý, của các quý mà trong giai đoạn đó nó bị âm. Do đó chúng tôi để không bị chỉ số nó bị nhảy quá nhiều thì chúng tôi đã loại bỏ đi. Và nếu mà xét riêng ở trong cái giai đoạn mà lợi nhuận của công ty liên tục duy trì ở mức dương trong quá khứ từ đầu năm 2014 đến cuối năm 2018 thì chúng ta nhận thấy rằng là cái mức định giá trung bình ở mức khoảng 4,9 lần, và thời điểm hiện tại thì Nam Kim đang giao dịch ở mức 3,9 lần, tức là rất hấp dẫn so với các cái trung bình lịch sử. Mà bên cạnh đó chúng tôi đánh giá rằng là cái chu kỳ của ngành thép hiện tại đó là cái chu kỳ mạnh nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây. Và do vậy là chúng tôi tin rằng cái cổ phiếu Nam Kim vẫn còn khá nhiều tiềm năng. Nếu mà so sánh Nam Kim, đấy là so sánh của Nam Kim với quá khứ của họ. Còn nếu mà so sánh với các đối thủ trong khu vực ở slide tiếp theo thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là với cái mức sinh lời ROE vượt trội so với các doanh nghiệp ở trong khu vực châu Á thì Nam Kim đang hoàn toàn được định giá ở mức khá là rẻ. Ở một mức PE năm 2022 là một năm mà lợi nhuận của công ty có thể quay trở lại mức bình thường thì PE forward với giá hiện tại đang khoảng 6,5 lần so với mức trung bình của toàn thị trường là ở mức 10,4 lần. Bên cạnh đó hay là doanh nghiệp trong ngành như Hoa Sen đang ở mức 9,7 lần. Do vậy kết luận lại rằng là định giá của công ty khá là hấp dẫn. Tôi xin kết thúc ba luận điểm tích cực, và sau đây xin mời anh Duy tiếp tục với ba luận điểm tiêu cực khi đầu tư vào cổ phiếu Nam Kim. Vâng, tôi xin phép là được tóm tắt lại những cái thông tin mà hôm nay bạn Trung đã trình bày về cái việc là vì sao mà chúng tôi thích cái cổ phiếu Nam Kim này. Thì cái điều đầu tiên là quý nhà đầu tư cũng có thể nhìn thấy ở cái slide luận điểm đầu tiên thì là chúng ta sẽ có là cái sản lượng tiêu thụ của HRC ở tất cả các thị trường xuất khẩu của Nam Kim là đều sẽ tăng rất là tốt, mà chúng ta biết là 80% của Nam Kim là đều xuất khẩu ra nước ngoài, và bằng chứng là cái giá của cái HRC này cũng đã tăng rất là mạnh. Và cái việc giá HRC tăng mạnh này cùng với cả hàng tồn kho của Nam Kim thì trước đấy là ở cái vùng rất là thấp, thì nó cũng sẽ khiến cho cái việc là Nam Kim là họ được kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm là hơn 1.000 tỷ đồng, và qua đấy thì là cái mức định giá của họ cũng rất là hấp dẫn hơn rất là nhiều. Thì bây giờ thì có, và tôi cũng muốn là nói lại cái luận điểm đầu tiên, thì đấy là cái việc là cái nhu cầu này thì đúng là sẽ được giúp cho Nam Kim hưởng lợi, nhưng mà nó cũng sẽ ảnh hưởng, nhưng mà nó chỉ là cái yếu tố ngắn hạn thôi như bạn Trung đã trình bày. Nghĩa là xong khi mà giá thép tăng như cái vùng mà quý vị nhà đầu tư có thể nhìn thấy trong cái slide về luận điểm đầu tiên, thì nghĩa là cái giá hiện tại đang ở vùng 900, và sau đấy thì là nó sẽ có thể là sẽ bị giảm trong trung hạn và dài hạn, bởi vì do là khi mà giá thép ở vùng cao như này thì các nhà sản xuất thép khác sẽ lao vào sản xuất, và qua đấy thì là kéo giá thép giảm xuống, bởi vì chúng ta cũng biết rằng là cái ngành thép này thì không có quá là nhiều về cái hàng rào về cái việc là gia nhập ngành, khiến cho việc là khi mà nó là một ngành siêu lợi nhuận như hiện tại thì nó sẽ
thu hút những cái nhà đầu tư cũ và mới quay trở lại thị trường. Và đối với và như Trung có trình bày về cái việc là kỳ vọng của thị trường nội địa ở luận điểm thứ hai, thì ý của Trung ở đây là nói về việc là cái tăng trưởng của Nam Kim thì chắc chắn là đã được confirm là sẽ rất tốt cho đến tận là tháng 11 năm nay, tại vì do là họ đã có đơn hàng ký đến tháng 11 rồi, và cái tăng trưởng của năm 2022 thì có thể vẫn sẽ còn tốt nữa, bởi vì do là có cái thị trường thép nội địa này sẽ support cho họ về cái động lực tăng trưởng trong 2022. Chính vì thế cho nên là thành ra là 2021 sẽ là một năm tăng trưởng rất mạnh của Nam Kim, và 2022 sẽ tiếp tục duy trì được cái mức biên lợi nhuận này theo như quan điểm của Trung là như vậy. Và đến cái quan điểm cuối cùng thì là cái định giá của cổ phiếu PE rất là rẻ, cái cổ phiếu của Nam Kim rất là rẻ, bởi vì do là cái PE của Nam Kim thì chỉ khoảng tầm 4 lần thôi, so với cả 4 đến 6 lần so với cả cái trung bình của thị trường thì là 15 đến 16 lần. Và ngoài ra nữa thì là định giá của Nam Kim so với cả những cái doanh nghiệp khác, ví dụ như Hoa Sen chẳng hạn, thì cũng hấp dẫn hơn rất là nhiều, chỉ có 6,5 lần trong khi là Hoa Sen là 9,7. Thì đấy là những cái luận điểm tích cực của Trung. Còn bây giờ thì tôi sẽ sang những cái luận điểm tiêu cực đầu tiên. Thì đối với cả cái việc là tại sao mà cái PE của cổ phiếu rẻ như vậy, thì tôi có một cái thứ đấy là cái kết quả kinh doanh tăng trưởng của doanh nghiệp rất là tốt, nhưng mà dòng tiền thì lại đang bị âm. Và ở đây thì tôi vào luận điểm thứ hai của tôi là mặc dù là PE định giá của cổ phiếu rất rẻ, nhưng mà giá của cổ phiếu thì cũng đã tăng rất là mạnh, từ vùng 8 cho lên đến 32 là tăng gấp 4 lần. Và ban lãnh đạo hiện tại thì cũng đăng ký bán cổ phiếu ra. Thì đấy là luận điểm tiêu cực thứ hai của tôi. Và cuối cùng là luận điểm tiêu cực thứ ba của tôi là đến từ cái việc là yếu tố vĩ mô thì có thể là gây bất lợi cho cái thị trường thép. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sang cái luận điểm đầu tiên. Thì như quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy là quý 2 của 2021 thì Nam Kim ghi nhận lợi nhuận là 847 tỷ và quý 1 là 318 tỷ. Trong lịch sử quá khứ thì ví dụ như là năm đỉnh lợi nhuận của Nam Kim là 2017 thì cũng chỉ có 707 thôi. Nghĩa là cộng lại thì riêng quý 2 này đã bằng nguyên một năm 2017 công ty này kinh doanh. Chính vì thế cho nên là nó giúp cho công ty có được cái lợi nhuận và cái định giá rất là hấp dẫn hiện tại, bởi vì do là định giá theo PE, nghĩa là theo là giá trên cho lợi nhuận đấy, thì nghĩa là giá của cổ phiếu thì tăng, nghĩa là chúng ta có thể nhìn thấy lợi nhuận là 1.000 tỷ, là tăng so với cả 2020 là gấp 3 lần. Và giá của cổ phiếu thì cũng như vậy, cho nên thành ra là cái PE của doanh nghiệp vẫn rẻ. Đấy, nhưng mà tôi cũng có một cái yếu tố khác mà muốn lưu ý đến quý nhà đầu tư, đấy chính là cái dòng tiền của doanh nghiệp. Thì hiện tại là mặc dù là hai quý đầu năm kinh doanh rất tốt, nhưng mà dòng tiền thì lại âm rất mạnh. Thì cái nguyên nhân âm này là bởi vì do đến từ hai yếu tố. Thứ nhất là Nam Kim phải tiếp tục là mua cái hàng mới để duy trì hàng tồn kho. Và thứ hai nữa là họ phải trả lãi vay rất là nhiều, và hơn thế nữa là chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là cái phải thu của doanh nghiệp là tăng rất là mạnh trong cái báo cáo tài chính của hai quý đầu năm. Và thì Trung có cái phản biện nào với cả cái yếu tố đầu tiên này không? Vâng, theo cái quan điểm thì đúng là trong báo cáo tài chính chúng ta đã thấy họ Nam Kim đã phản ánh, đó chính là cái dòng tiền của hoạt động kinh doanh của Nam Kim nó bị âm. Thì cái này đến xuất phát chủ yếu từ các cái vấn đề anh Duy đề cập, đó là hàng tồn kho khoảng phải thu. Thì theo tôi đây là một vấn đề cũng khá là khách quan và dễ hiểu ở thời điểm này. Khi mà giá thép nó đang, đặc biệt là giá thép ở các khu vực như tôi đã đề cập ở trên, nó đang ở chiều hướng tăng, đang trong một xu hướng tăng. Thì do đó doanh nghiệp muốn tiếp tục duy trì kết quả kinh doanh thuận lợi cho các quý tiếp theo thì phải tích trữ một lượng hàng tồn kho hợp lý, cũng như là cho khách hàng nợ. Thì có thể như là cái sản lượng mà mình bán ra hay là sản lượng mình tồn kho không tăng mạnh được như các quý trước. Tức là cái số lượng tuyệt đối thì không tăng mạnh về sản lượng, còn do giá tăng nên nên cái hàng tồn kho và phải thu nó đang phản ánh một con số khá là lớn so với đầu kỳ. Bên cạnh đó thì theo tính toán của khối phân tích thì cái vòng quanh hàng tồn kho của công ty thì đang đảm bảo cho cái việc sản xuất của Nam Kim trong vòng khoảng 3 tháng. Thì theo tôi đây là con số khá là hợp lý, và tôi đánh giá rằng cái rủi ro này cũng khá là không phải lớn với Nam Kim. Nhất là trong quý tiếp theo đây, quý 3 này thì Nam Kim cũng sẽ ghi nhận một kết quả kinh doanh khá là tốt. Và cái rủi ro này cũng sẽ được hạn chế trong thời gian tới. Vâng, cảm ơn Trung về cái giải thích về cái dòng tiền âm, cũng như là cái quan ngại của một số nhà đầu tư về cái lượng hàng tồn kho của Nam Kim. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang tới cả luận điểm tiêu cực thứ hai ngày hôm nay. Đấy chính là cái việc là
Tôi cũng có cái thống kê ở đây ở slide là điểm tiêu cực số 2, đấy là cái giá của cổ phiếu là đã tăng từ cái vùng là 8.000 đồng cổ phiếu lên trên hiện tại là 30.000 đồng, đấy là tăng gấp 4 lần. Và trong khi là lợi nhuận thì như như quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy là chỉ là cũng tăng rất là mạnh, và chúng ta cũng có thể nghĩa là nửa đầu năm đã là 1.100 rồi, và nếu mà nửa cuối năm cũng vẫn là 1.100 theo như Trung nói là về cái việc là cái đơn hàng đã được đóng đến tháng 11 thì nghĩa là khoảng tầm 2.000 tỷ, thì nghĩa là tăng gấp 10 lần, thì hiện tại giá cổ phiếu mới tăng có 4 lần thôi, thì đấy là cái thứ mà khiến cho cái định giá của cổ phiếu rất là rẻ. Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy một số cái lưu ý ở đây, đấy chính là cái người giao dịch ở đây chỉ có những ông Nguyễn Thanh An này, xong rồi bà Trần Ngọc Diệu hay là ông Võ Thời, đều là những thành viên hội đồng quản trị hay là những phó tổng giám đốc, thì là những cái người rất là hiểu về cái tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, đều đã bán cổ phiếu ra. Và quan trọng hơn nữa đấy chính là cái công ty Nam Kim cũng tự bán cổ phiếu của mình, bán cổ phiếu giao dịch của quỹ, và đấy cái là những cái thứ mà sẽ khiến cho chúng ta nhìn thấy đây là một cái dấu hiệu cho thấy là giá cổ phiếu đã tăng quá nóng cái thời gian vừa rồi, và một số người là hiểu về doanh nghiệp là đã bắt đầu bán cổ phiếu ra ngoài. Và thế thì Trung có cái quan điểm gì về cái việc này không? Vâng, thì như anh Duy đã đề cập thì giá của Nam Kim đã tăng 4 lần từ đáy và hiện tại đang ở mức giao dịch của cao nhất của lịch sử. Và theo em rằng các cái vấn đề về khi mà ta thấy cái giá đang ở mức hợp lý thì có thể người ta sẽ, tức là quan điểm cá nhân của họ thấy cái giá hợp lý người ta sẽ có thể bán ra. Và Nam Kim thì theo tôi đánh giá là nó cũng không có đủ cái thông tin mà để nhà đầu tư có thể tiếp cận một cách nhiều như kiểu các doanh nghiệp hàng đầu như Hòa Phát. Thì thậm chí như Hòa Phát, các ban lãnh đạo của công ty cũng đã bán ra, thì đây là một điều dễ hiểu khi mà doanh nghiệp đang ở mức giá của cổ phiếu đang ở mức cao nhất lịch sử và cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Và như anh Duy đã đề cập thì chính doanh nghiệp, chính Nam Kim cũng đã bán ra hơn số lượng cổ phiếu quỹ của mình khi mua tại thời điểm dịch của năm ngoái. Thì nhìn về một mặt tích cực, nhìn về mặt tiêu cực thì là tăng cái lượng cung ở trên thị trường cổ phiếu. Tuy nhiên nhìn về mặt tích cực thì sau khi hoàn thành cái việc bán ra số lượng cổ phiếu quỹ này thì Nam Kim đã thu về được khoảng hơn 200 tỷ về cái phần 200 tỷ về cái phần thặng dư về vốn cổ phần của công ty. Thì cái này bổ sung thêm vào cái phần dòng tiền kinh doanh của công ty thì đây đây và bổ sung thêm cái book value của công ty thì đây lại là một điều tích cực. Do đó thì tôi đánh giá rằng là cái việc các ban lãnh đạo bán ra thì là chuyện hợp lý của cung cầu. Còn thậm chí về mặt tích cực thì cái việc công ty bán cổ phiếu quỹ lại còn mang đến một vài điểm tích cực cho cái tình hình tài chính của công ty. Và đây là một cái vấn đề dễ hiểu khi mà giá cổ phiếu đã tăng ở một vùng khá là cao. Vâng, bên cạnh cái việc là một số người hiểu rất rõ doanh nghiệp vẫn bán cổ phiếu, thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm một cái luận điểm thứ ba, đấy là cái việc là những cái rủi ro mà khiến tôi nghĩ rằng là cái kết quả kinh doanh năm 2022 chưa chắc là đã giúp cho Nam Kim có được kết quả tốt như 2021 vừa rồi. Thứ nhất là đến từ việc là hàng tồn kho và cái lợi nhuận sau thuế là của Nam Kim là ảnh hưởng rất là mạnh với nhau. Nghĩa là khi bởi vì do là chúng ta cũng đã biết là quý 1 và quý 2 các công ty thép thì thường là có hàng tồn kho khoảng 6 tháng. Chính vì thế cho nên thành ra là quý 2 và chúng ta có thể nhìn thấy là giá giá của mặt bằng giá thép là chỉ tăng mạnh bắt đầu là từ đầu năm 2021. Diễn biến giá thép thế giới như chart ở đây tôi đã để cho quý nhà đầu tư nhìn thì là nó mới chỉ tăng mạnh từ đầu năm. Và chính vì như thế cho nên thành ra là khi mà họ có cái hàng tồn kho thấp từ 26 tháng năm trước thì sẽ khiến cho cái việc là kết quả kinh doanh của quý 1 và quý 2 chắc chắn là tốt. Tuy nhiên là kể cả là cái việc là có chốt được đơn hàng hết quý 3 và quý 4 nhưng mà cái giá vốn của họ về cái hàng tồn kho là sẽ bị cao lên thì cũng sẽ có thể là ảnh hưởng đến cái kết quả kinh doanh của họ trong cuối năm và cũng như là trong năm sau. Ngoài ra nữa thì chúng ta có thể nhìn thấy là cái chính sách thuế tự vệ tại các thị trường xuất khẩu chính của Nam Kim là cũng đang bắt đầu gia tăng thêm. Ví dụ nhà bên EU họ là gia hạn áp thuế tự vệ là thép nhập khẩu thêm 3 năm là có hiệu lực từ 2021 cho đến 2024. Và ngoài ra nữa thì chính phủ Malaysia cũng có áp thêm thuế cho thép Nam Kim cho các mặt hàng thép của Việt Nam. Thì những cái thứ này mà chúng ta cũng đã biết là hơn 80% cái sản lượng tiêu thụ thép của Nam Kim là đến từ thị trường xuất khẩu. Và những cái điều này thì có thể là cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Thì không biết là Trung có quan điểm như nào về hai cái vấn đề này. Vâng, đầu tiên thì bên khối phân tích cũng có cái báo cáo chiến lược về 6 tháng cuối năm ấy, cũng đã đề cập về ngành thép.
Thì cái quan điểm của bên em là cái biên lợi nhuận của các doanh nghiệp trong nửa cuối năm nó sẽ bị ảnh hưởng sau khi cái giá thép nó điều chỉnh, hoặc thậm chí chỉ là giá thép tăng trưởng một cách chậm, nó cái tốc độ tăng của giá thép chậm hơn cũng có thể ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Nhưng mà tuy nhiên rằng dựa vào các số liệu lịch sử thì bên em kỳ vọng rằng là Nam Kim vẫn sẽ duy trì được mức biên lợi nhuận gộp ở mức khoảng 9,5% cho đến 10%, và sẽ tăng trưởng dựa thêm cái phần sản lượng tăng thêm như em đã đề cập ở trên, là cái nhu cầu thế giới ở Việt Nam là khá là tốt. Do vậy rằng là trong một năm bình thường, Nam Kim hoàn toàn có thể tạo ra được một mức lợi nhuận khoảng từ 800 đến 900 tỷ. Và ở đây khối phân tích thì đang dự phóng Nam Kim trong năm sau, năm 2022 sẽ duy trì được mức biên lợi nhuận một mức lợi nhuận ròng ở khoảng 940 tỷ. Và nếu nếu mà so sánh với, quay lại một chút ở ở phần trước, thì so sánh với cái định giá, với giá hiện tại, thì hiện tại ở cái so với cái EPS năm 2022 thì Nam Kim vẫn đang khá là hấp dẫn. Còn quay quay trở lại cái vấn đề của anh Duy đã đề cập ở phần 2, đó là cái phần thuế, thì em cần nhận một chút đó là các cái mặt hàng của thuế mà EU áp với mặt hàng thép của Việt Nam, thì hiện tại thì Nam Kim không phải là các mặt hàng chính mà Nam Kim xuất khẩu sang, mà hiện tại EU còn đang hạn chế việc đánh, tức là gia hạn việc đánh thuế đối với các mặt hàng thép của các thị trường Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc, cửa hàng tôn mạ. Do vậy rằng vô hình chung điều này là tạo ra cái lợi thế cho Nam Kim, là cái quốc ở Việt Nam thì không bị đánh cái mặt hàng này, sẽ vô chúng tạo ra lợi thế cho Nam Kim xuất khẩu vào thị trường EU. Còn thị trường Malaysia cũng phải là một thị trường mục tiêu khá lớn của cái doanh nghiệp, nên em cũng không có thể bình luận thêm. Tóm lại rằng là cái vấn đề áp thuế thì này thì là vốn là cái tình hình chung của ngành tôn mạ trong vòng 3 4 năm trở lại đây. Tuy nhiên rằng là hiện tại thì theo đánh giá ở EU thì đang áp một mức thuế có lợi cho thép Việt Nam, và cái nhu cầu họ vẫn rất lớn. Do vậy rằng cái thị trường xuất khẩu của ở Nam Kim em không kỳ vọng là tăng trưởng quá mạnh trong năm tiếp theo, tuy nhiên vẫn sẽ duy trì ở mức tốt. Vậy là chúng tôi đã kết thúc ba cái luận điểm tiêu cực ngày hôm nay của chúng tôi. Đấy chính là cái luận điểm thứ nhất là về cái việc là kinh doanh, mặc dù kết quả kinh doanh tăng trưởng nhưng mà dòng tiền của công ty thì vẫn âm, nó đến từ cái việc là phải tích trữ thêm hàng tồn kho, cũng như là phải có thêm gia tăng thêm các khoản phải thu, và những cái khoản phải thu này có thể là cái rủi ro của doanh nghiệp trong tương lai. Đến cái lý do thứ hai, đấy là cái việc là giá của cổ phiếu đã tăng rất là mạnh trong thời gian vừa qua, và ban lãnh đạo thì liên tục là đăng ký bán, thì những cái thứ này cũng sẽ là ảnh hưởng bất lợi đến cổ phiếu. Và cái yếu tố cuối cùng đấy là cái việc là về cái việc là cái giá thép thì đang có cái dấu hiệu là chững lại và chưa tăng tiếp. Ngoài ra nữa thì là hàng tồn kho thì cũng đang rất là và cái hồn hàng tồn kho thì là của Nam Kim là được hưởng lợi từ cuối năm, và thì sang đến năm nay thì cái hàng tồn kho giá thấp đấy nó sẽ được clear hết, và qua đấy thì cái lợi nhuận, bức tranh lợi nhuận của họ trong những năm tới sẽ là không được, là không thể nào tốt được như bây giờ. Và cái luận điểm thứ ba này cũng nói đến cái việc là cái thuế áp vào các thị trường xuất khẩu của Nam Kim thì cũng sẽ ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp, à đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng mà thì quý nhà đầu tư cũng đã nghe về cái giải thích của Trung về cái những cái thuế này, và nó cũng không ảnh hưởng quá là nhiều đến công ty. Và đấy là những cái tổng kết của chúng tôi về cổ phiếu Nam Kim này, và bây giờ thì tôi sẽ sang cái phần tiếp theo, đấy là cái phần là những cái link phát sóng của các chương trình của chúng tôi ở trên công ty VN Direct. Thì chương trình đầu tiên là chương trình La bàn đầu tư, là có các tiêu điểm vĩ mô cũng như là cập nhật thêm các kênh tài sản vào lúc 3:30 thứ hai hàng tuần. Chương trình thứ hai là tọa đàm đầu tư, là chương trình dành cho các khách hàng riêng của VN Direct. Thì chương trình này sẽ là phân tích và một số mã cổ phiếu và nhận định của các chuyên gia về thị trường, và các nhà đầu tư thì có thể là hỏi trực tiếp các chuyên gia về các mã cổ phiếu này, và được livestream vào lúc 3:30 thứ tư hàng tuần. Và chương trình thứ ba là chương trình cổ phiếu 360 độ, phân tích một cổ phiếu theo cả hai phương diện là tích cực và tiêu cực, để quý nhà đầu tư có thể có cái nhìn toàn cảnh về cổ phiếu, thì sẽ được phát sóng vào lúc 3:30 chiều thứ năm hàng tuần. Và một chương trình cuối cùng là chương trình đối thoại với PM của chúng tôi, là chia sẻ các triết lý và chiến lược đầu tư với cả các PM cũng như là những cái người mà có tầm ảnh hưởng xã hội về cái việc quản lý cổ phiếu hay là quản lý danh mục đầu tư, thì sẽ được phát sóng vào lúc 9 giờ thứ bảy hai tuần một lần. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có những cái cộng đồng ở trên cả Facebook lẫn Stockbook để quý nhà đầu tư có thể tham gia và thảo luận về các cổ phiếu qua cái, và quý nhà đầu tư có thể tham gia các cộng đồng này qua cái link QR code của chúng tôi ở đây. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ xin phép là sang cái phần Q&A ngày hôm nay, nghe phần hỏi và đáp.
Và chúng ta sẽ đến với tất cả những câu hỏi đầu tiên của quý nhà đầu tư. Câu hỏi thứ nhất của bạn Dương Huế là: các chuyên gia cho em hỏi tỷ lệ nợ trên vốn chủ và NKG tương đối cao, có tiềm ẩn rủi ro lớn tới doanh nghiệp không? Nam Kim đã có kế hoạch hạ tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu chưa? Vâng, xin mời bạn Trung có thể trả lời câu hỏi này của quý nhà đầu tư. Vâng, về câu hỏi về nợ trên vốn chủ thì rõ ràng, nhưng mà chúng ta có thể lấy rằng là nếu chúng ta so sánh với các doanh nghiệp đầu ngành như Hoa Sen hay Nam Kim thì đặc biệt là Hòa Pháp, à nhầm, với nếu lấy Nam Kim so sánh với các doanh nghiệp đầu ngành như Hoa Sen và Hòa Pháp, đặc biệt Hòa Pháp thì chúng ta thấy rằng là tỷ nợ trên vốn chủ của Nam Kim là khá là rủi ro. Tuy nhiên rằng như tôi đánh giá rằng là cái triển vọng của doanh nghiệp, đặc biệt là triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp trong quý 3 tới đây cũng sẽ rất tích cực và sẽ đem lại cho công ty một cái dòng tiền kinh doanh để cải thiện cái tỷ lệ nợ này. Và tiếp theo nữa là do cái sự tăng giá của hàng tồn kho, tăng giá của khoản phải thu, các khoản phải thu. Do vậy doanh nghiệp cũng sẽ cần huy động một lượng tiền để đảm bảo cho cái lượng, đặc biệt do giá thép tăng lên này, nên là tôi thấy đây là hợp lý. Và khi cái lượng hàng tồn kho hay khoản phải thu này được giải phóng thì có thể cải thiện được kết quả kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, như tôi đã đề cập ở trên, thì trong tháng 7 này thì Nam Kim đã hoàn thành bán ra số lượng cổ phiếu quỹ của mình và sẽ giúp cho doanh nghiệp mang về khoảng 260 tỷ về dòng tiền nữa. Thì do vậy rằng tôi đánh giá rằng cái tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu công ty sẽ giảm xuống. Và một điểm nữa là trong một chu kỳ đang là một chu kỳ tăng trưởng khá là tốt của ngành thép thì cái tỷ lệ nợ này tăng lên để tận dụng, tức là người ta dùng đòn bẩy để cải thiện cái ROE thì cũng hoàn toàn dễ hiểu. Và tôi hy vọng rằng nhờ cái khoản doanh tốt thì Nam Kim sẽ dần dần giảm, giải quyết được bài toán nợ vay cao và sẽ không đi ở vết xe đổ của những năm trước. Sang câu hỏi thứ hai vẫn là bạn Dương Huế là: hàng tồn kho quý 2 năm 2021 của Nam Kim tăng mạnh trong khi Việt Nam đang thực hiện giãn cách xã hội, có làm ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của Nam Kim 6 tháng cuối năm 2021 không ạ? Về câu hỏi này thì cái thị trường chính của đầu tiên phải khẳng định rằng là từ tháng 6 và tôi nghĩ là trong cả quý 3 này nữa thì cái thị trường tiêu thụ thép nội địa ở cả thép xây dựng lẫn tôn mạ ở của Việt Nam mình đều sẽ bị ảnh hưởng, và cái mức tiêu thụ của hai mặt hàng này ở thị trường nội địa sẽ thấp hơn so với cùng kỳ, thấp hơn so với quý 2, đặc biệt là so với quý 2. Tuy nhiên rằng là cái của Nam Kim thì là họ cái sản lượng tiêu thụ của họ tập trung ở vào thị trường xuất khẩu, và riêng mặt hàng tôn mạ thì đã trên gần 70% là phụ thị trường xuất khẩu. Và như tôi đã đề cập là Nam Kim đã đủ cái đơn hàng xuất khẩu cho đến tháng 11. Nên do vậy rằng cái lượng hàng tồn kho này sẽ được giải phóng trong thời gian tới. Có anh Vũ Văn Trường có hỏi một câu là: động lực để Nam Kim tăng trưởng trong 2-3 năm tới là gì? Nam Kim có thể tăng trưởng kép bao nhiêu phần trăm mỗi năm? Và cùng với cả cái câu hỏi về cái động lực tăng trưởng này thì có một bạn là bạn Phôi Nguyễn là cũng hỏi là Nam Kim bao giờ sẽ triển khai kê nhà máy triển khai nhà máy Chu Lai. Thì em xin trả lời trước câu hỏi Chu Lai ấy. Thì hiện tại thì trong đại cổ đông, tổng giám đốc của Nam Kim cũng đã chia sẻ rằng là cái thời điểm hiện tại ông thấy rằng là cái thị trường tiêu thụ của thời điểm đó thì miền Nam nó đã khá là tốt và thị trường nhận thấy cái đầu ra khá là tốt, nên muốn tập trung và để phát triển các khu vực thế mạnh của Nam Kim mà đang đặt nhà máy là thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu với cả Bình Dương, là các khu vực mà Nam Kim, khu vực truyền thống mà có thế mạnh của Nam Kim, và họ tập trung để mở rộng sản xuất, mở rộng kho. Nam Kim cũng mới mua lại một công ty giấy để mở rộng kho cũng như là cái mặt hàng tôn mạ, sản xuất tôn mạ của mình. Trong khi nhà máy ống thép Chu Lai thì hiện tại thì
đến thời điểm hiện tại thì công ty đang đã trả tiền đền bù sử dụng đất, đó là khoảng 1 triệu đô. Còn lại thì chưa có kế hoạch phát triển cái dự án này trong ngắn hạn. Và dự án này thì có khoảng tổng đầu tư là 150 tỷ. Và mà là mặt hàng về ống thép thì hiện tại, đấy như tôi đã đề cập thì doanh nghiệp sẽ khởi công nhà máy trong thời gian tới và không phải trong thời gian ngắn hạn. Còn về cái động lực tăng trưởng của Nam Kim thì chúng ta cũng đã xuyên suốt cái buổi thảo luận ngày hôm nay thì mọi người đều lo ngại rằng cái cổ phiếu của anh, cái kết quả kinh doanh của các công ty thép thì đều đã đạt đỉnh ở mức rất là cao trong quý 2, và trong quý 3 thì khó có thể tạo thêm mức tăng trưởng so với quý trước nữa, hay là do quý trước nữa. Nên do vậy rằng là theo tôi đánh giá, theo tôi cũng đồng ý với quan điểm này và đánh giá rằng là cái lợi nhuận bất thường trong năm nay, lợi nhuận cao đột biến trong năm nay của các cổ phiếu thép thì sẽ khó có thể lặp lại trong các năm tiếp theo. Và cái quan điểm của khối phân tích rằng là cái giá thép là ổn định cân bằng cung cầu thì cái biên lợi nhuận của các công ty trong năm tới thì đương nhiên là sẽ giảm. Và trong năm nay thì bên Vinarex thì đánh giá rằng Nam Kim có thể mang lại lợi nhuận khoảng hơn 2.000 tỷ, 2.030 tỷ. Trong năm tiếp theo thì sẽ giảm chỉ còn khoảng 900 tỷ, tức là giảm khoảng 52%. Và các năm tiếp theo thì động lực tăng trưởng của công ty sẽ đến từ các cái nhu cầu của nội địa tốt, sẽ giúp cho cái phần tăng trưởng về sản lượng nhiều hơn là cái phần, còn biên lợi nhuận của công ty sẽ thu hẹp lại ở về cái mức là bình thường khoảng từ 9 đến 10%. Và do vậy tăng trưởng kép của công ty nếu mà chưa có các cái nhà máy mới thì vẫn sẽ duy trì ở mức 5 đến 10% cho các năm tới, từ năm 2022 trở đi. Và một câu hỏi cuối cùng là Nam Kim đã từng triển khai nhà máy mới và fail, liệu lần này có thành công hay không? Vâng, về câu hỏi này thì theo em thì đúng là do cái bản chất của một ngành công nghiệp nặng, thì khi mà biên lợi nhuận nở ra, ngành tăng trưởng tốt thì người ta bắt đầu ồ ạt đầu tư mới, và sau đó thì cung thì tăng nhanh hơn cầu. Cầu ở Việt Nam mình thì vẫn tăng trưởng dương, tuy nhiên rằng các cung của các doanh nghiệp tăng trưởng nhanh hơn và tạo ra cái tình huống là dư cung. Trong quá khứ Nam Kim cũng bị như vậy và gặp đúng lúc mà chuẩn bị có nhà máy mới thì thị trường lại suy thoái, thì do vậy công ty sẽ gặp gánh nặng về nợ vay, về phát triển dự án, làm thế nào hoàn thành và hoàn thành xong thì bán cho ai. Thì hiện tại rằng rủi ro này thì đương nhiên là có, và công ty cũng đang có kế hoạch mở rộng cái nhà máy Chu Lai chẳng hạn, hoặc là các nhà máy khác trong tương lai, thì đương nhiên rủi ro là có. Tuy nhiên em nghĩ rằng là sau một lần vấp ngã thì và có đội ngũ ban lãnh đạo mới thì có thể Nam Kim sẽ thận trọng hơn cho các cái vấn đề đầu tư mới của mình, tức là phải nghiên cứu thị trường một cách kỹ lưỡng hơn. Vâng, và đấy là những cái câu hỏi cuối cùng của các quý nhà đầu tư dành cho cổ phiếu Nam Kim ngày hôm nay, và tôi rất là cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm và lắng nghe chương trình, và các vị có thể là chọn mã cổ phiếu để phân tích cho tuần sau bằng cách là comment mã cổ phiếu mình mong muốn được phân tích vào trong cái bài post này, và chúng tôi sẽ lắng nghe cái ý kiến của quý nhà đầu tư để có thể chuẩn bị nội dung chương trình trong những lần tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong 3:30 chiều thứ năm hàng tuần. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VnDirect, và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.